Xin chào tất cả mọi người lại đến với chương trình giới thiệu ca khúc mới của kênh YouTube Radio Đồng Ca Nhỏ. Kính thưa mọi người, vẫn như thông lệ là giới thiệu nội dung ca khúc cũng giống như là cái hoàn cảnh ra đời của cái ca khúc. Thì cái ca khúc ngày hôm nay nó đặc biệt hơn. Trước khi đi vô ca khúc này thì chúng ta cũng chia sẻ những cái điều trong cuộc sống. Như các bạn cũng biết là những ngày tháng này ở Sài Gòn, Tiến cũng là một người hiện tại đang sống ở Sài Gòn, thì những ngày tháng này là những cái không khí, những cảm xúc như lo sợ, hoang mang, hy vọng, rồi tuyệt vọng, rồi đau đớn, đau thương, đang phủ tràn khắp nơi. Và tất cả những cảm xúc này đến nhanh và đi cũng nhanh, nó để lại cho người ta những sự ngơ ngác hơn là một cái chuyện mà phải cố quên đi. Những câu chuyện người mẹ mới được đưa vô bệnh viện rồi sau đó mất liên lạc với lại thân nhân của mình, rồi những đứa con trông chờ và 3-4 bữa sau thì cái hũ cho cốt được chuyển đến nhà mình. Tất cả những cái điều này nó đang diễn ra, và dường như có những cái chết hay là những cái nỗi lo mà chúng ta liên được tưởng đến, cảm giác như mỗi ngày thức dậy nó cứ đến giống như nó đang đứng trước cửa thềm nhà mình, nó chờ đợi. Dẫu thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải giữ hy vọng, bởi vì đây là cái cuộc chung, một cái đại nạn mà không ai mong muốn. Thì trong cơn tuyệt vọng nào cũng vậy, phải có sự mất đi thì mới có sự tái sinh. Đó là cái lẽ thông thường mà của cái hành trình tiến triển của loài người, lịch sử loài người nó đã hình thành như vậy. Tôi cũng phải là một người lạc quan, tôi cũng là một người rất là lo xa và hoảng sợ trước cái tình cảnh này. Nhưng ngoài việc viết và hát và hòa âm những ca khúc của mình để đăng lên cho tất cả mọi người cùng nghe, ngoài những việc này thực sự tôi không còn biết làm gì hơn trong những ngày tháng này. Và tôi chỉ hy vọng rằng âm nhạc của mình sẽ mang đến cho mọi người, những ai có duyên vô để nghe, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái ngày tháng mà có thể nó ghi dấu mãi trong lịch sử làm người của chúng ta, sẽ rất khó quên, dù chúng ta quên cũng không được. Chúng ta đã chứng kiến 2 lần di tản của những người trong thành phố để trở về quê. Cách đây 2-3 ngày thì đó là lần di tản lần thứ 2, nhưng bất thành là bởi vì chính quyền vẫn kêu gọi mọi người ở lại để có thể chính quyền sẽ trợ cấp và hỗ trợ cho người dân. Chứ tránh việc di tản lớn như vậy sẽ dẫn đến mất kiểm soát. Thì trở lại với cái vấn đề âm nhạc, cái ca khúc ngày hôm nay Tiến muốn gửi đến tất cả mọi người, đó chính là cái ca khúc Sài Gòn giữ lấy đời nhau. Như một cách nào đó chia sẻ hết trong âm nhạc và phần giải bày còn lại, đó chính là cái ca khúc này. Mời mọi người cùng thưởng thức và chúc tất cả chúng ta sẽ vượt qua, và ơn trên luôn phù trợ chúng ta trong những cơn bão dữ, bão dịch mà gần như đã mất kiểm soát, chỉ còn lòng tin vào sự sinh tồn bất tử của trong mỗi chúng ta, vẫn phải hy vọng, ngọn lửa hy vọng vẫn phải được thắp mỗi ngày. Xin cảm ơn mọi người và mời mọi người cùng nghe nhạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngày mai khi thế giới qua cơn đọa đày vẫn như hẹn em nhé, chúng mình lại về đây, hai ta sẽ thương với mẹ thầy cho dù chết xa trên đất này, dù sao nữa chúng con hứa vẫn ở đây. Từ đó say vẫn yêu chờ đôi thay, những quen thuộc ấy cũng lặng lẽ rời đi, bao quan hình bóng em phố lên đèn đã không còn, nghe rất lạ rồi tiếng con người. Chờ vẫn đợi tình Sài Gòn lên ngôi. Ngày mai khi thế giới qua cơn dịch đầu vẫn như hẹn em nhé, chúng mình lại gặp nhau, Sài Gòn đó hay phương trời Âu, em yêu hỡi gắn giữ đời nhau, mong phương xa không về thêm tin sâu. Trên đất này dù sao nữa chúng con hứa vẫn ở đây. Từ đó sao vẫn mình chờ đôi thay, những quen thuộc ấy cũng lặng lẽ rời đi, áo quan hình bóng em phố lên đèn đã không còn, nghe rất lạ rồi con người. Từ đó Sài Gòn tư tình đôi những ân cần ấy còn có mấy người thôi, có ơn em bên anh giữa bao đời, bố vào biết tin hai tiếng con người, anh vẫn chờ vẫn đợi một ngày Sài Gòn yên vui, vẫn chờ vẫn đợi tình Sài Gòn yên vui, anh vẫn chờ vẫn đợi một ngày Sài Gòn yên vui, vẫn chờ vẫn đợi.